Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Và cũng xin cảm ơn quý khách là hội viên của kênh Cây Thuốc Nam đã ghé xem video. Thưa bà con, hôm nay kênh Cây Thuốc Nam xin giới thiệu đến bà con với cái dược liệu đó là cỏ chỉ. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh, có nơi còn gọi là cỏ xeo gà. Thì cái vị thuốc mà cỏ chỉ này được chữa bệnh gì và tác dụng ra làm sao? Thì mời bà con và các bạn nghe nội dung trong bài viết hôm nay. Trong bài viết hôm nay thì cỏ chỉ là chữa được 9 bệnh. Mà muốn chữa được bệnh cụ thể thì mời bà con và các bạn nghe cho hết cái video này để hiểu được tác dụng chữa bệnh của vị thuốc nam có tên là cỏ chỉ. Cỏ chỉ, có nơi còn gọi là cỏ gà, là loại cây khá quen thuộc ở các vùng quê ở Việt Nam. Tuy nhiên ít ai biết rằng loại cỏ này là dược liệu giúp điều trị bệnh hiệu quả như là bệnh tiểu đường, kiết lỵ, bệnh trĩ, ho. Và sau đây thì mời bà con và các bạn cùng kênh Cây Thuốc Nam tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây về đặc điểm của dược liệu cỏ chỉ. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh cho nó đúng cái dược liệu để khỏi phải nhầm lẫn. Cỏ chỉ thì mọc hoang ở nhiều nơi. Đây là loài cây thân rễ mọc bò sát mặt đất tạo thành thảm, lá thì dẹp, màu lục vàng. Màu sắc này cũng có thể thay đổi khi chuyển mùa, hoa thì mọc thành cụm, chỉ dài từ 3 đến 6 cm, trong đó gồm có khoảng 3 đến 7 bông nhỏ. Quả thì hình thóc, hình thoi, hơi dẹp nhưng lại không có rãnh. Mời bà con và các bạn xem trên hình ảnh. Đó là phần mô tả về cây cỏ chỉ, cũng có nơi gọi là cây cỏ gà. Và sau đây thì mời bà con và các bạn là tìm hiểu qua bộ phận dùng để làm dược liệu từ dược liệu cây cỏ chỉ như sau. Bộ phận dùng làm thuốc đó là lá, thân, rễ đều là sử dụng làm thuốc. Về phân bố thì cây mọc hoang ở khắp nơi, thường sinh trưởng và phát triển tốt ở khí hậu nhiệt đới. Về cách thu hái thì sơ chế, thu hái thì quanh năm. Khi hái thì bà con mình đào lấy cả cây, đem cắt thân rễ để riêng, sau đó rửa sạch đất cát và phơi hoặc là sấy khô để dùng dần. Bà con bảo quản dược liệu này nơi khô và thoáng mát, không nên để nơi ẩm ướt để xanh nấm mốc. Thứ ba đó là thành phần hóa học của dược liệu này như sau. Theo nghiên cứu, cỏ chỉ chứa một số hoạt chất có lợi cho sức khỏe như vitamin C, tinh bột, muối, kali và đường. Vị thuốc cỏ gà, cỏ chỉ này tính vị là cỏ có tính vị ngọt, hơi đắng, tính mát, quy vào kinh thận và can. Tác dụng dược lý của vị thuốc này, theo nghiên cứu của cả Đông y và Tây y thì cỏ chỉ có nhiều tác dụng điều trị bệnh rất hiệu quả. Và theo Đông y thì công dụng của dược liệu cỏ chỉ này là lọc máu, giải khát, lợi tiểu, giải độc, tiêu đờm và giải nhiệt. Chủ trị từ cái dược liệu này đó là viêm bàng quang, viêm thận, rối loạn tiểu tiện, sỏi thận, sỏi mật, sỏi gan, viêm mô tế bào, vết rắn cắn, kinh nguyệt không đều, thống phong, thấp khớp, nhiễm trùng và sốt rét. Theo nghiên cứu sơ bộ cho thấy cỏ chỉ có tác dụng cầm máu và nhuận tràng, và nữa là giảm đau rất hiệu quả. Đó thì trong cái dược liệu này công dụng của nó là chữa là sỏi thận và sỏi mật, sỏi gan. Bà con nên nhớ là cái dược liệu là cỏ xung quanh nhà mình rất tốt. Tiếp theo nữa là mời bà con nghe cách dùng và liều lượng như sau. Cỏ chỉ được dùng ở dạng hãm hoặc sắc uống. Liều dùng là từ 30g đến 50g tùy theo bệnh nặng hoặc nhẹ mà bà con gia giảm. Và sau đây đó là bài thuốc chữa bệnh từ cây cỏ chỉ, những cái bệnh sau đây. Bài thuốc thứ nhất, điều trị bệnh tiểu đường. Đây là một trong những bài thuốc điều trị tiểu đường đơn giản, hiệu quả, an toàn nhưng ít người biết. Dưới đây là cách áp dụng bài thuốc sau đây. Để chữa tiểu đường thì bà con chuẩn bị cỏ chỉ 50g và một ít đường phèn. Cách thực hiện là sắc uống hàng ngày thay nước trà. Áp dụng bài thuốc trong thời gian dài có thể ổn định được đường huyết và ngăn ngừa tiến triển của bệnh, đó là bệnh tiểu đường. Và bài thuốc nào cũng có một cái sự hướng dẫn lưu ý cho bà con khi sử dụng bài thuốc đạt hiệu quả và không để lại những cái tác dụng phụ sau này. Mặc dù cỏ chỉ là dược liệu khá an toàn, tuy nhiên cũng có thể gây ra dị ứng ở một số người. Thậm chí nếu không được áp dụng đúng cách các bài thuốc từ cỏ chỉ còn có thể gây ra tiêu chảy. Vì thế, người bệnh nên cẩn trọng khi sử dụng. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến
từ thầy thuốc đông y. Ngoài ra, các bài thuốc từ cỏ chỉ cần phải áp dụng trong một thời gian dài mới thấy được hiệu quả. Do có thành phần nguyên liệu tự nhiên nên khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để hấp thụ. Vì vậy, người bệnh nên kiên trì sử dụng, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Trên đây là một số thông tin cũng như bài thuốc về cây cỏ chỉ. Nếu bà con và các bạn còn thắc mắc thì vui lòng để lại bình luận bên dưới bài viết. Kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi sẽ trả lời với bà con và các bạn trong thời gian nhanh nhất có thể. Kênh Cây Thuốc Nam xin cảm ơn bà con và các bạn đã bỏ thời gian quý báu của mình để nghe qua bài viết này. Và hãy đồng hành cùng với kênh Cây Thuốc Nam chúng tôi để tìm hiểu nhiều bài thuốc quý hiếm. Và bà con và các bạn hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh, bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất hàng ngày mà kênh Cây Thuốc Nam xuất bản. Kênh Cây Thuốc Nam xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống. Kênh Cây Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.